Thưa quý bà con, hôm nay siêu thị máy nông nghiệp cơ giới Gia Linh Phát chúng tôi tiến hành bàn giao con Kubota GL53. Đây chúng tôi đang tiến hành bàn giao con này cho khách hàng, một khách hàng ở tỉnh Kon Tum. Chúng tôi là giao hàng toàn quốc là ở Cao Bằng, Lạng Sơn, tất cả mọi miền của đất nước. Có nhiều khách hàng cũng không cần tới địa chỉ công ty của chúng tôi mà tiến hành mua, chúng tôi tiến hành bàn giao đến tận nơi. Chúng tôi quay phim một cách rất là chân thật và không có bán một cái giá rất là hợp lý. Vâng, chúng tôi đang tiến hành bàn giao con GL53 này cho một khách hàng ở tỉnh Kon Tum. Vâng, chúng tôi đã làm theo ý kiến của khách hàng và khách hàng đã đồng ý, chúng tôi đã tiến hành bàn giao cho khách. Vâng, siêu thị của chúng tôi là bán rất các loại các hàng đến từ Nhật, hoàn toàn đến từ Nhật, và chúng tôi bảo hành từ 3 đến 6 tháng. Chúng tôi có hai kênh YouTube là Hiếu Đoàn Thanh và là Gia Linh Phát. Chúng tôi có hai số điện thoại là 0979066979 và là 02723639944. Đây, chúng tôi đã hoàn thành bàn giao cho khách. Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý cô bác gần xa, khách hàng đã tín nhiệm mua bán cũng như là trao đổi thông tin với chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp bà con cô bác vào một clip gần nhất nhé. Vâng, trân trọng kính chào. Hey,